Thưa quý vị, khi lưu thông trên đường hẳn nhiều người không khỏi rùng mình khi đi bên cạnh là những chiếc xe container to lớn. Thực tế cũng đã có không ít vụ tai nạn liên quan đến xe container. Trong đó, nhiều vụ là do xe bị lật hoặc thùng xe rơi xuống đường. Vậy, nguyên nhân do đâu dẫn đến các vụ tai nạn do lật xe container? Và người tài xế cũng như các doanh nghiệp kinh doanh vận tải loại xe này cần có những biện pháp gì để hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn giao thông xảy ra? Đây là những nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong tiểu mục vấn đề hôm nay ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, vào tháng 3 năm 2019, tại Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông hết sức nghiêm trọng. Theo đó, một chiếc container bị đứt rơ móc, khiến phần container phía sau lật ngang đường. Ngay lúc đó, một chiếc xe máy chở theo 3 người đã bị thùng container đè lên khiến cả 3 nạn nhân tử vong. Trước đó, tháng 1 năm 2019, một chiếc container chở gỗ lưu thông qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra va chạm với một chiếc ô tô rồi lao tới đâm vào cột đèn, lật ngang, đè bẹp xe 9 chỗ. Vào năm 2017, vụ container lật ngang, đè bẹp chiếc ô tô khiến 2 người ngồi trong xe tử vong tại chỗ trước sự bất lực của những người xung quanh. Những vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến việc lật xe container hay thùng xe bị rơi xuống đường khiến cho ai ai cũng phải bất an trước mối nguy hiểm từ những thần chết di động này. Cái việc xe container ôm cua mà lật thì nó gây nguy hiểm, tại vì thường cái cua thì nó thường ở ngã ba, ngã tư hoặc là đoạn đường cong, và cái ở những cái vị trí đó thì có rất nhiều xe cộ và người tham gia giao thông. Do đó khi mà ôm cua mà lật xe thì dễ gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Với đặc thù của một phương tiện chuyên chở hàng hóa, các loại xe tải, xe container thường có thiết kế thùng tải dài, trọng lượng xe lớn. Nhưng những chiếc xe này luôn mang đến hiểm họa khó lường cho các phương tiện khác cùng lưu thông trên đường. Nguyên nhân chủ yếu là do kích thước, trọng lượng lớn khiến xe di chuyển khó khăn hơn những xe thông thường khác. Vì vậy, trong những tình huống như xảy ra va chạm, thắng gấp, ôm cua, hay đi qua những đoạn đường quanh co, xe rất dễ bị lật hoặc hất văng thùng xe do lực quán tính. Nếu không may đi gần, người và phương tiện có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Thậm chí, trong trường hợp thắng gấp, còn có thể khiến thùng xe đổ về phía trước, đè nát cabin, gây họa cho chính tài xế. Nguyên nhân mà dẫn đến xe container khi ôm cua dễ bị lật là do cái khi ôm cua thì xe container chạy với tốc độ mà cao, chở hàng hóa khối lượng lớn, ôm cua gắt thì xe dễ lật. Vì trong trường hợp này nó xuất hiện cái lực ly tâm rất là lớn, và cái lực ly tâm này sẽ khiến cho xe bị lật. Và trong thực tế đó, có hai cái yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến cái lực ly tâm. Đó là xe càng nặng, chở hàng hóa càng nhiều và cái vận tốc vào cua lớn thì cái khả năng lật xe rất là cao. Bởi vì cái lực ly tâm nó tỷ lệ tới bình phương của cái vận tốc khi vào cua. Điều khiển ô tô, xe máy lưu thông gần xe container luôn ẩn chứa nhiều hiểm họa khôn lường. Vì vậy, các tài xế cần biết cách xử lý những tình huống khi đi bên cạnh chúng. Việc giữ khoảng cách giữa xe tải lớn là một lựa chọn khôn ngoan của tài xế. Bởi với khoảng cách an toàn, cho dù có vấn đề gì từ xe tải như nổ lốp xe, đổ hàng hay tai nạn, thì tài xế vẫn không gặp nguy hiểm. Đối với tài xế, cần phải hết sức chú ý quan sát kỹ và tập trung cao độ khi điều khiển phương tiện để tránh nguy cơ gây ra các tai nạn đáng tiếc. Thưa quý vị, những vụ tai nạn liên quan đến lật xe container thường để lại hậu quả lớn về người và tài sản. Vì vậy, tài xế điều khiển xe container cần luôn có sự tỉnh táo, có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và mạng sống của những người tham gia giao thông khác. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận tải cũng cần giảm bớt những áp lực không đáng có, đặc biệt không để tài xế lái xe liên tục nhiều giờ và không cho phép những lái xe chưa có bằng cấp, kinh nghiệm điều khiển phương tiện. Và phóng sự cảnh báo vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.